hồi ban đầu mình tham gia vào trạm cứu hộ mình nghĩ là chỉ có những bé chó cỏ mình mới bị thôi, nhưng mà không ngờ là cả những bé ví dụ như là Akita hay Alaska hay là tất cả những bé mắc tiền luôn á, họ nuôi một lúc nào đó tới khi mà bé bệnh rồi họ sẽ bỏ, họ cảm thấy là chữa trị quá phí tiền. Bé này bị bỏ trước lò mổ, tức là họ không nuôi nữa và họ bỏ trước cửa đó luôn, tức là ai muốn làm thì làm mà xác bé. Gặp chị Trần Uyên Như, cô ấy chính ít là mẹ của hơn cả trăm chú chó tại Sài Gòn, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước tình cảm quấn quýt của các bạn chó nhỏ dành cho Như. Khóc nhiều nhưng cũng có nhiều niềm vui là trải nghiệm của Như qua hơn 7 năm đi cứu hộ các chú chó, chú mèo bị bạo hành, bị bỏ rơi về trạm cứu hộ của mình. Sài Gòn Time đã hoạt động tới nay là được 7 năm rồi. Yeah. Mình có là 102 bé chó với lại hơn 200 bé mèo. Ngoài ra là còn có các bé như là rùa, thỏ, cá, rất là nhiều loại khác nữa. Không kể là bé nào hết, nghĩa là mình cứu được bé nào mình giúp thôi. Thường thì mấy bé mình nhận về, nếu mà mấy bé tàn tật thì mình sẽ giữ lại. Ví dụ như bé đá này thì mình sẽ giữ lại nuôi luôn. Còn những bé mà khỏe mạnh với lại đẹp rồi mình sẽ bắt đầu tìm chủ mới cho từng bé. Là bé này cứng đơ cả người thì sẽ đặt tên là Đá. Còn bé mà chị cứu ở cầu Bắc Minh Rô thì sẽ đặt tên là Rô. Hàng tháng tốn hàng chục đến cả trăm triệu để duy trì hoạt động hai chi nhánh trạm cứu hộ, một ở quận 6 và một ở Bình Chánh. Chị Như và chồng luôn cố gắng kinh doanh, làm thêm các công việc khác để có thể có đủ kinh phí lo cho cả thể gần 400 con cả chó lẫn mèo. Ở trạm thì 30% kinh phí là do mình sẽ kêu gọi từ các mạnh thường quân hỗ trợ. Phần còn lại thì do mình với lại gia đình cùng kinh doanh về pet shop, mà là quán ăn với lại cà phê này nọ để có thể là đủ chi phí lo cho tụi nhỏ. Mỗi một chú chó chú mèo ở đây là một câu chuyện khác nhau. Có em bị đánh đập, có em bị bỏ rơi, có em bị xe tông, bệnh tật. Tất cả đều được Như cùng chồng, cô mang về chăm sóc như con, như người thân của mình. Nhưng mà đợt đó thì do chị ngồi xuống chơi với bé mà có thể là bé ngoại đó, nó cắn chị là lủng cơ hàm mà rách nguyên một miếng da rất là to luôn. Thì đợt đó là chị mén miệng hoại tử, rất là buồn. Mà như chẳng bác sĩ hỏi chị câu là giờ em quyết định làm gì với con chó. Chị nói làm gì giờ bác sĩ thì mình giữ chăm bé thôi. Thì đó là lỗi cho mình thì không thể nào mà bỏ bé được. Khóc nhiều nhưng mà cũng có nhiều niềm vui. Mà sau này là khi có một đợt thì anh chị đám cưới, mà đợt đó tụi này ở bị bệnh á, thì bắt buộc là chị hủy đám cưới đó để lấy tiền cưới của mình lo cho tụi nhỏ. Cũng may mắn là đợt đó là không có bé nào mất hết nên cũng vui.